Xin chào toàn thể 500 chị em xinh đẹp. Để tiếp nối những clip Hương chia sẻ rất là nhiều về cách chăm sóc da này, dáng này, rồi giảm cân này, hay là những cái bí kíp về luyện bồng bưởi nữa, đúng không ạ? Thì nhà mình hãy tạm bỏ qua tất cả những cái chia sẻ đó. Ngày hôm nay Hương sẽ chia sẻ về một chủ đề mà khi mà nghe qua thì ai cũng sẽ cảm thấy rất là khó để nói về cái vấn đề này. Ngay sau đây Hương sẽ chia sẻ về nó luôn. Nhà mình có biết đây là cái gì không ạ? À, trên tay Hương đang cầm đó chính là cái bí quyết của Thanh Hương. Mọi người cũng biết là nếu như ai mà theo dõi trang cá nhân của Hương cũng như là cái cuộc sống riêng của Hương thì đều biết là mình cũng lấy chồng rất là sớm, 21 tuổi đã lấy chồng rồi, và hiện tại bây giờ là đầu ba đuôi chơi vơi, một nách hai đứa con rồi. Thì Hương nghĩ rằng phụ nữ chúng ta luôn luôn phải đẹp. Đẹp không phải là để cho tất cả các anh đàn ông ngắm mà đẹp để cho chính bản thân mình ngắm mình. Và một trong những cái điều mà chúng ta cần phải chăm sóc cho cơ thể bên trong đó chính là gì? Đó chính là em bé, đó chính là vùng kín, đó chính là cái đời sống gọi là ở bên trong cơ thể. Để mà khắc phục tất cả những cái điều đó thì Hương đã có cái này. Đây chính là Regamo. Regamo mà vẫn gọi đó là cái viên đạn để mà se khít, làm trẻ hóa vùng kín. Và mọi người cũng thấy là cái hộp này nó hoàn toàn đều là chữ nước ngoài thôi, tức có nghĩa là đây là một cái sản phẩm không phải là sản xuất tại Việt Nam. 100% những cái mà viên đạn se khít làm hồng em bé của mình, Regamo đều là sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu và được phân phối độc quyền bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Bihi Việt Nam. Tại sao mà cái sản phẩm này lại được mọi người yêu thích đến như vậy? Thì ngay sau đây Hương sẽ chia sẻ tất cả những cái điều tuyệt vời mà Regamo mang lại cho chúng ta. Điều đầu tiên, đây là 100% cái sản phẩm Regamo này được nhập khẩu từ châu Âu. Đó là điều Hương rất là thích. Cái điều thứ hai là tất cả những cái sản phẩm này đã được Bộ Y tế cấp phép cũng như là được lưu hành rộng rãi bán tại thị trường Việt Nam. Mà không những là chỉ ở thị trường Việt Nam đâu, còn được bán tại các thị trường của Đông Nam Á và cả quốc tế nữa. Tiếp theo nữa, với tất cả mọi người, khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm để mà chăm sóc vùng kín như thế này thì thường những sản phẩm đó đều cần phải gọi là kiêng trong cái quá trình mà chúng ta muốn quan hệ tình dục, đúng không ạ? Nhưng đây là một cái sản phẩm đầu tiên mà Hương nghĩ rằng là với Hương thì nó là duy nhất. Chúng ta vẫn có thể quan hệ bình thường, vẫn có thể sinh hoạt bình thường, không cần phải kiêng khem gì cả. Và chúng ta sử dụng trước khi chúng ta quan hệ và sinh hoạt khoảng 2-3 tiếng. Rồi tiếp theo nữa, 100% tất cả những cái thảo dược, đó những cái chiết xuất đều là từ thiên nhiên, không có một cái chất cấm, chất độc hại nào có thể gây hại cho cơ thể của chúng ta. Và đặc biệt là cái phần gọi là phần vùng kín của chúng ta là cái phần cần được bảo vệ và chăm sóc kỹ càng hơn. Đó, và có một cái điều nữa Hương rất là thích, đó chính là cái giá thành. Với bấy nhiêu tất cả những cái điều tuyệt vời mà Regamo mang lại thì cái giá mà hiện tại đang bán thị trường lại là một cái giá rất là ưu đãi, rất là phải chăng. Hương có thể nói rằng là với tiêu chuẩn thì rất là châu Âu, thế nhưng mà cái giá thì cực kỳ Việt Nam. Hương cũng có thể chia sẻ luôn cái giá của Regamo, đó chính là chỉ có 680.000 một hộp này thôi. Và Hương cũng muốn bóc ra để cho mọi người có thể xem luôn này. Thì tại sao lại gọi là viên đạn se khít hồi xuân? Thì đây, ở bên trong này có 10 viên thuốc để đạp âm đạo. Và mọi người nhìn cái hình dáng nó rất là giống cái viên đạn, đúng không ạ? Một viên này bắn trúng rất là nhiều đích, bắn một phát vào đúng trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề luôn. Thì ở trong cái thành phần của Regamo có một cái loại thảo dược được chiết xuất 100% từ thiên nhiên, có tên gọi là Cassis Fatima. Và đây là một cái thành phần thảo dược rất là quý hiếm trong thiên nhiên, và nó đã được nghiên cứu tìm tòi từ rất là lâu năm rồi, đặc biệt là với những người phụ nữ đến từ Malaysia. Mọi người vẫn cứ kháo tai nhau rằng là đã có một cái loại thần dược để mà chăm sóc cho cái vùng kín của chị em phụ nữ Malaysia rất là tốt. Khi mà người nhắc tới những cái mà viên đạn để mà làm se khít thì nghe cái tên là mình đã biết được cái công dụng của nó rồi, đúng không ạ? Ngoài việc là gọi là phòng ngừa này, điều trị những cái gọi là viêm nhiễm về phụ khoa, đặc biệt là nó có liên quan tới nấm của chị em phụ nữ chúng ta, thì đã có những cái sản phẩm như thế này để chăm sóc và để là phòng ngừa và điều trị những cái mà viêm nhiễm phụ khoa rồi. Ngoài cái việc là điều trị viêm nhiễm phụ khoa, đấy là cái việc nhẹ thôi, còn nếu như chúng ta để cái thời gian nó kéo dài lâu hơn thì rất có thể là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái sức khỏe của chúng ta, và rồi là ung thư này, rồi là viêm lộ tuyến cổ tử cung này. Nói chung là rất là nhiều những cái mà nó liên quan tới cái vấn đề vùng kín đó. Thì đấy là cái công dụng đầu tiên mà Regamo mang lại. Tiếp theo nữa, cái tên của nó cũng đã chia sẻ rất là nhiều thứ. Thế nào là viên đạn để se khít làm hồng vùng kín? Thì khi mà sử dụng cái sản phẩm này, cái thứ nhất nó rất dễ dàng để cho chúng ta sử dụng được. Một ngày chúng ta sử dụng một viên đó vào trước khi mà chúng ta đi ngủ. Thường là khi mà chúng ta đã về nhà rồi, tắm rửa sạch sẽ lên giường đi ngủ thì là cái khoảng thời gian chúng ta chăm sóc dễ dàng nhất và nó đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và sau khi sử dụng xong thì vừa là phòng ngừa được viêm nhiễm này, và mang lại cho mình một cái mùi thơm rất là quyến rũ cho em bé của chúng ta. Tiếp theo nữa nha, cái này thì Hương phải nói rất là thật là Hương cũng đã là một bà mẹ của hai em bé rồi.
Hương cũng đã có gia đình rồi. Và khi mà Hương chia sẻ cái điều này, tất cả những chị em phụ nữ chúng ta đều có thể hiểu được cái tâm lý của Hương, là khi đã sinh con xong thì chắc chắn là cái vùng kín của chúng mình nó sẽ bị mở rộng hơn, đúng không ạ? Thì đây, cái công dụng của Regamo nó còn có một cái công dụng rất là tuyệt vời nữa, là nó làm se kít, làm hồng cái vùng kín của chúng ta. Tức có nghĩa là không có cần chúng ta phải sử dụng tất cả những cái biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ này. Bây giờ thì rất là nhiều, nhưng mà nhiều người không muốn, đúng không ạ? Nếu như ai muốn được một cái sự gọi là thoải mái tự nhiên nhất, đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, thì chúng ta hãy sử dụng cái Regamo. Khi mà các bạn sử dụng viên đạn se kít vùng kín Regamo thì các bạn không phải chờ đợi quá lâu thời gian để có thể cảm nhận được cái điều tuyệt vời của nó. Với cá nhân Hương thì sau khi Hương sử dụng từ 5 ngày cho đến 1 tuần thôi là Hương đã thấy tác dụng rồi. Và mọi người cũng thấy là cái hộp nó rất là nhỏ gọn, xinh xắn, mang đi mang lại rất là tiện. Hương đi công tác Hương vẫn mang đi, và thường sau mỗi kỳ kinh nguyệt là Hương vẫn sử dụng. Kể cả lúc đó khi Hương không đang có vấn đề về vùng kín, Hương cũng sử dụng. Sử dụng để mà làm sao luôn luôn giữ được cho cái gọi là cái môi trường ở bên trong của mình nó được thoải mái nhất. Và sau 5 ngày sử dụng, Hương cảm thấy là với những chị em chúng mình thì nếu mà để nói sợ nhất cái gì chắc là sợ khô, đúng không ạ? Khô thì không có làm ăn được cái gì hết cả. Nhưng mà Hương cảm thấy khi dùng xong thì mình cảm thấy là cái môi trường của mình nó khô thoáng hơn này, nó ẩm ướt hơn này, rồi nó hồng hào hơn này, nó se khít được cái vùng kín của mình này, và đặc biệt là nó cân bằng được độ pH cho cái vùng da nhạy cảm đó của mình. Và khi mà sử dụng xong, Hương cảm thấy rất là thoải mái. Hầu như là tất cả những bạn bè của Hương khi mà Hương chia sẻ cái Regamo này, khi mà sử dụng xong thì đều nói với Hương là những cái sự gọi là viêm nhiễm hay nấm ngứa nó không quay trở lại với mình nữa. Đó, và ngày hôm nay nếu mà ai quan tâm những cái chia sẻ của Hương thì có thể liên hệ trực tiếp tới nhà phân phối độc quyền, đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Bihi Việt Nam, và gọi điện vào số hotline là 1900 8912 để đặt mua hàng nhé.